2014 mùa hè được truyền hình trực tiếp bởi Vietnam Esports TV tại địa chỉ vtv.vn. Và chúng ta sẽ đến với ngày thi đấu thứ hai của tuần thi đấu đầu tiên này. Và trước khi đến với những gì sẽ diễn ra vào ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại những trận đấu đã diễn ra vào ngày thứ bảy hôm qua. Cặp đôi đường dưới tốc biến lên bởi Kai, nhưng có một cú án tử bắt kia trúng vào Kai, bị trụ bắn hai pha và đó là Kai lên bàn. Shady đang có mặt ở đây, Jinky mất nhiều máu lâu ra, Tentay đã phải gục xuống và Baby đang phải bỏ chạy. Kai đang cố gắng đứng ở đó, tư liệu kích hoạt chiêu cuối. Shady không có công nghệ cắt phá, chỉ còn 1-2 giây nữa thôi. Anh ta đang cố gắng đợi, nó có hay chưa, nó có rồi, anh ta có dùng hay không? Vẫn chưa dùng, đã dùng, trúng vào ba người. Q của Lissna, Baby bỏ chạy, bảo đạn tung ra. Kai liệu có được bao nhiêu mạng này, hay là anh ta có giữ được mạng của mình hay không? Kai vẫn sống, double kill dành cho Baby. Và hoa giao tranh thành công của Anderson. Họ đã lao ra rồi, nhưng họ làm được bao nhiêu đây? Kai đang phải bỏ chạy, Tentay xoáy nhưng Kai vẫn không làm được gì. Đã chết rồi, bây giờ tới Baby hay là ai đây? Phía trong này Tentay cũng đi bụi, đồng hồ cát tuyệt vời của Jinky. Anh ta có thể phải nằm xuống, nhưng hãy anh đây gần tan vỡ, quét sạch và sẽ là chiến thắng 3 điểm dành cho bên phía của anh đây gần. Baby cố gắng bơi về được tới nhà, nhưng Hà Nội FF không quan tâm. Lissna đầy máu, sẽ đi hơn một người máu. Đi hưu chạy quá tuyệt vời ở trong cái hộp đó, nhưng Yellow Bắc đơn độc không thể cản phá, quá đẹp. Cung ánh sáng tung ra, Penny nên tự lo cho bản thân mình. Anh ta dính hôn gió và đã không thể tự lo được cho bản thân mình, đã phải lên bảng đêm số. Và đó là Thanh Trừng tung ra rất đẹp, tốc biến qua tường bởi Brian Green. Anh ta lao lên, anh ta bị kéo không, anh ta chết. Ra. Baron thuộc về TT Sport, nhưng họ trả đầu tiên là một mạng. Cat bay ra bị dính kiệt sức, họ sẽ trả hai mạng, chẳng hai mạng, ba mạng, có thể là cả năm mạng nếu như Silent Law và Ốc không thoát được. Silent Law đã thoát được, Ốc là người ở lại. Baron đổi lấy bốn mạng danh của họ. Anh ta nên bay vào để gây sự hỗn loạn, anh ta vẫn chưa, anh ta chỉ là W mà thôi. Và Kuros bay ra hôn gió thành công, Cat vẫn chưa chết, hóa rồng bay vào, Benny tung ra một cú khung ánh sáng, bây giờ anh ta mới tới. Yellow Bug chưa chết, Hihu đã bị hủy diệt, Ốc đã bị hủy diệt. Và Silent Law cộng với lại Benny đang phải bỏ chạy, Law đang truy đuổi. Đó là 1-3, đã một lần nữa trao đổi có lời. Vừa có tiếng án tử thành công vào vị trí của Lơ Blanc đang dự biến ảnh, bỏ chạy thành công được không? Có tiếng đóng hộp nữa, làm sao để chạy đây? Và Lơ Blanc đã phải nằm xuống trong tình huống rồi, nhưng mà cái trụ đầu tiên vùng giữa này thì vẫn đang được giữ lại. Có tiếng bóng hóa rồng đến từ vị trí của Savannah vừa phải bật cho mình cái hồi máu lên để bỏ chạy. Bây giờ thì Yellow Patch tốc biến đi. Bây giờ thì có những án tử chính xác rồi. Bây giờ thì Queen nằm xuống rồi. Yellow Patch phải nằm xuống, nhưng cái tình huống nằm xuống này của ta là hoàn toàn hợp lý. Bây giờ thì đang có tiếng bắn. Anh ta tấn công vị trí của Lo, anh ta là làm cho Lo không thể nào có những cú đánh được vì chiêu mid của mình. Yellow Pack lên mạng số. Ngày hôm nay tôi nhắc quá nhiều được tên đến cái tên Yellow Pack rồi. Có thể anh ta là một tiếng hỗ trợ, có thể anh ta được quyền chết nhiều, nhưng chết một cách nhiều hơi quá như này thì nghe chỉ thôi. Và con dầu này có lẽ sẽ chắc chắn thuộc về bên tốc biến lên. Bây giờ thì lao vào, đang có tình huống lấy sát thương và đang có tình huống di chuyển đến từ vị trí của Savannah. Bên phía Quick Game họ vẫn đang cố gắng bù cơ lại, nhưng mà như là Savannah bây giờ anh ta đã xuống rồi, anh ta đang chịu sát thương. Bây giờ thì các thành viên của Quick Game đâu, họ cần phải tràn lên để cover cho anh ta, nhưng mà vị trí của Liz lại nằm xuống rồi. Thôi sao, Hihu đã lên bảng đến số, tốc biến vào, đó là vị trí của Nidalee. Kuros đang làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng có một pha phản công rất tốt đến từ cái chiêu cuối khổng lồ hóa của Cat. Cuối cùng thì cú quét sạch này sẽ là cái cú quét sạch ấn định trận đấu, là một đều.
được theo dõi ngày hôm qua với những kết quả khiến cho bảng xếp hạng của chúng ta ở vào thời điểm hiện tại như sau. Đó là với hai chiến thắng trong cặp BO2 trước Hải Anh Dragon thì Hà Nội Fest hiện tại đã độc chiếm ngôi vị đầu bảng với 3 điểm trọn vẹn sau ngày thi đấu đầu tiên. Còn trong cặp đấu giữa hai đội đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đó là Sài Gòn Game và TT Esports Pro 3, họ chia nhau mỗi đội có một chiến thắng, do đó mỗi đội ra về với một điểm cùng giữ vị trí hạng nhì ở vào thời điểm hiện tại. Và ngày hôm nay sẽ là cơ hội cho những đội còn lại có cơ hội có những điểm số đầu tiên của mình. Ngày hôm nay tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ có hai cặp đấu. Đầu tiên là Sài Gòn 269 đối đầu với Sài Gòn Ping, đội đang ở trong màu xanh bên phía tay phải các bạn. Trong khi đó thì cặp đấu thứ hai là Hà Nội Phoenix đối đầu với lại Đà Nẵng Element. Vâng, những cặp đấu này là những cặp đấu hứa hẹn vô cùng, các trận đấu vô cùng hấp dẫn và khiến cho cái bảng xếp hạng nó sẽ không như là giống như ngày hôm qua, mà đặc biệt là hai đội X Game với cả TT Esports Pro 3, cái vị trí của họ sẽ rất dễ bị đe dọa, bởi vì chỉ cần một bất kỳ một đội nào trong ngày hôm nay có một chiến thắng 2-0, họ sẽ bằng điểm với đội đầu bảng đang tạm giữ ngôi đầu bảng. Và chúng ta sẽ đến ngay với một đoạn giới thiệu về hai đội trong cái cặp đấu đầu tiên, đấy là Sài Gòn 269 và Sài Gòn Ping. Và đó là những gương mặt của hai đội sẽ thi đấu trận mở màn của ngày hôm nay, cũng là trận ra mắt của cả hai đội tại giải đấu cao nhất của Liên minh hội Việt Nam, bởi vì họ đều là những tân binh lần đầu tiên có mặt tại giải đấu cao nhất của hệ thống giải đấu của chúng ta ở mùa giải này. Rất hy vọng rằng họ sẽ đem lại cho chúng ta những trận đấu vô cùng hấp dẫn, bởi vì ngày hôm qua 4 trận đấu mà chúng ta được theo dõi, tất cả những trận đấu đó đều vô cùng hấp dẫn. Chúng ta có sự cạnh tranh khốc liệt, chúng ta có cả những vị tướng vô cùng thú vị như là Yasuo đi rừng và Lucian đi rừng ở hai trận đấu của TT Sport và Sao Kỹ Tiêm. Và không thể nào mà coi thường được các tân binh của giải đấu Dell Championship Serie A ở mùa giải hiện tại, bởi vì như cái màn trình diễn của X Game với cả TT Sport Pro 3 hôm qua, chúng ta có thể thấy rõ ràng là thực lực của họ hoàn toàn có thể nằm vào top 3 của giải đấu Dell Championship Serie A này. Và chúng ta sẽ đến ngay phần cấm và chọn để xem Sài Gòn 269 và Sài Gòn Ping sẽ thể hiện cho chúng ta cái màn trình diễn như thế nào đây. Những lượt cấm đang nhắm chủ yếu vào vị trí đi rừng ở vào thời điểm hiện tại, với 1, 2, 3 lượt cấm vào vị trí này với Evelynn, Lee Sin, Khazix 4.8 đã loại ra khỏi trận đấu này. Đó là 3 lượt cấm tính đến thời điểm hiện tại của cả hai bên. Vậy thì ở vị trí đi rừng ở thời điểm hiện tại, Banh Thế Hông bị cấm tiếp, họ đang quyết tâm gần như là loại tất cả những vị tướng đi rừng phổ biến nhất. Bây giờ tôi đang muốn nhắc tới Elise là vị trí rừng vẫn còn lại ở thời điểm hiện tại. Liệu có một đội nào muốn loại luôn vị tướng này ra hay không? Nhưng tôi cảm giác rằng với những gì chúng ta thấy ngày hôm qua thì có lẽ việc loại hết tướng đi rừng phổ biến không vấn đề gì cả, bởi vì Lucian đi rừng, Yasuo đi rừng được thì vẫn còn nhiều lắm những sự lựa chọn họ có thể đưa vào. Thậm chí là tôi đã từng thấy là Twitch cũng có thể đi rừng được. Cái khả năng tàng hình của anh ta
nó gần như là giống như Evelyn thôi, nhưng mà bạn phải sử dụng một cách hợp lý hơn để tránh khỏi tầm mắt này ra. Những quyết định của bên phía 269 là đã chuyển món rồi, chuyển sang đường giữa rồi, cấm đi Zik ở khu vực đường giữa, đồng nghĩa bên phía bên kia cấm đi Kêu, hai vị tướng ở khu vực đường giữa, hai vị tướng đi bốn vị tướng đi rừng bị cấm. Và bây giờ lựa chọn đầu tiên sẽ là gì đây? Crash vẫn còn đó. Ngày hôm qua là một màn trình diễn tương đối ấn tượng của các vị trí hỗ trợ khi mà họ có trong tay Crash, nhưng ngày hôm nay lựa chọn Crash vẫn chưa được ưu tiên là lựa chọn hàng đầu, mà lựa chọn đầu tiên bên phía 269 đưa ra là Lulu. Vị trí rất nhiều khả năng sẽ là ở khu vực đường trên như chúng ta thấy trong khoảng thời gian gần đây. Rồi bây giờ là cơ hội để cho Pink có thể lựa chọn cái cặp đôi Lucian và Thresh, mà tôi vẫn nghĩ rằng đây là cặp đôi mà khi ở bên phía đội 2, hai lựa chọn đầu tiên đó nó tương đối là dễ dàng cho bạn đưa ra cái lựa chọn này. Vâng, bởi vì cái cặp đôi này nếu mà ở khu vực đường dưới thì đặc biệt là ở cái khu vực hang rồng, khi mà Lucian và Thresh mà có cấp độ 6 thì đội 1 lao vào là rất bất lợi, khi mà bên phía kia có Lucian và Thresh cứ đứng xả thanh trừng rồi đóng hộp ngay cửa rồng đấy, thì rất khó để bạn có thể thoát đi và ít nhất phải mất mình cái tốc biến để có thể nhảy sang bên phía kia tường, thậm chí là có thể mất đi cho mình là cái mất đi cho mình cả con rồng nữa. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy được khi mà cấm hết các vị trí đi rừng quen thuộc thì bỗng nhiên xuất hiện lại Wukong ở vị trí đi rừng, một vị tướng mà đã rất lâu rồi chúng ta mới được nhìn thấy lại. Đây vẫn là một sự lựa chọn khi mà bạn đã loại đi các vị tướng như là Evelyn, như là Lee Sin, như là Khazik Ban theo ông rồi, thì tất nhiên là Wukong đã bị giảm sức mạnh nhưng cũng xếp một chút xíu ở dưới thứ bậc. Bạn loại hết những vị tướng ở bậc trên rồi thì ở thời điểm hiện tại Wukong ở trong trận đấu thời điểm hiện nay là một trong những lựa chọn hàng đầu ở vị trí đi rừng này, đã được khóa vào bởi bên phía Saigon Pink. Và hai đội không biết rằng có hai đội nào đang, một trong hai đội này có đội nào có ý định sử dụng Yasuo hay không, mà tôi đang thấy một sự chuẩn bị dàn trải những cái lựa chọn trước khi tiến tới Yasuo của các đội. Bên của Saigon Pink họ có cho mình Wukong, bên này của bên phía 269 họ có cho mình Lulu, hồi nãy họ còn định khóa vào đó là Savannah nữa, thì đó đều là những vị tướng có thể hỗ trợ rất tốt cho việc bạn sử dụng Yasuo ở khu vực đường giữa. Và thậm chí là Saigon Pink còn cấm đi Kêu ở khu vực đường giữa, là một vị tướng có khả năng khắc chế được Yasuo rất tốt, nên bên phía của Saigon Pink có lẽ là họ đang định sử dụng Yasuo ở khu vực đường giữa kết hợp với Wukong. Nhưng bên này, bên phía bên kia đáp lại là Caitlyn với cả Morgana, thêm cả Nami nữa, thì thêm cả Jax nữa. Liệu cái này lộ, có lộ quá không nhỉ? Hơi lộ một chút xíu. Bởi vì Wukong, Nami và Jax, tất cả ba vị trí này đều có khả năng hất tung lên. Nhưng chúng ta hãy chờ một chút xíu, bởi vì bên phía Saigon 269 bây giờ họ có hai lựa chọn nếu như họ khóa vào Savannah và Yasuo. Nhưng mà nếu mà Savannah khóa vào thì Savannah đi rừng, Lulu đường trên và Yasuo đường giữa. Đó là cách mà tôi đang nghĩ họ sẽ kết thúc cái giai đoạn 5 lượt lựa chọn của mình. Nhưng có vẻ như sẽ không phải là Yasuo, sự có mặt của Yasuo và thế và đó là Zhaovan. Như vậy thì chúng ta dễ đoán hơn, Lulu đường giữa, Savannah đường trên, Zhaovan đi rừng. Đó là đội hình mà bên phía của 269 muốn chọn. Một điều cũng khá dễ hiểu thôi, cái sự kết hợp với Lulu cộng với lại Zhaovan cộng với lại Savannah là một sự kết hợp cực kỳ mạnh trong những pha giao tranh, cộng với thêm cả Morgana nữa, một vị trí muốn lao lên giao tranh cũng tốt, mà đứng kế bên bảo vệ sở hữu của mình cũng tốt, thì đội hình của bên phía 269 là một đội hình giao tranh rất tốt, khả năng kiểm soát giao tranh của họ là cực kỳ cao. Và có lẽ đây là giải đấu có thể nói là gần như là duy nhất mà tôi thấy Elise bị đi đầy đọa đến cái mức này. Không ai thèm cấm, không ai quan tâm đến cô nàng nhẹ này, mặc dù trên thế giới cô nàng này vẫn là một sự lựa chọn cực kỳ hot. Và thậm chí là nếu mà ở phiên bản 4.8 này thì chỉ hot kém có Khazik mà thôi, và thậm chí là ngang kèo với Evelyn với cả Lee Sin nữa. Mà trong đó là 4 giải lựa đấu chọn rừng ngang ngửa với nhau. Trong giải đấu của DCRA này thì không hề có một bóng dáng của Elise trong cả hai ngày thi đấu. Và đặc biệt là Zhaovan có được một sự trở lại ở khoảng thời gian này. Điều mà tôi nghĩ đúng là có lý do, bởi vì Elise thực ra thì không biết là solo queue các bạn có gặp nhiều, tức khi các trận đấu xếp hạng bình thường mấy chủ Việt Nam có gặp nhiều hay không, nhưng đây là một vị tướng mà bạn cần phải có một sự luyện tập tương đối, bởi vì đồng ý là tất cả những người chơi ở tại DSA này cái trình độ kỹ năng cá nhân của họ đều ở mức cao rồi, nhưng mà đối với Elise cái đòi hỏi về mặt xử lý nó cực kỳ cao, bởi vì bạn phải chuyển dạng liên tục, bạn biết sử dụng những kỹ năng nào ở những thời điểm nào, thì nó cũng đòi hỏi một sự quen tay nhất định, bạn cần một sự luyện tập tương đối nhiều đối với Elise. Thì có thể đó là lý do mà họ chưa thực sự tự tin với việc sử dụng Elise trong những trận đấu như thế này, và họ lựa chọn những vị tướng mà nó trực tiếp
nó dễ chơi hơn, nó dễ rõ ràng. Các bạn thấy rằng Savan thì hơi khó một chút xíu với việc đã bị giảm cái combo EQ rồi, còn Wukong thì rất dễ dàng, bạn có thể tiếp cận được vào đối phương với những cái bộ combo của mình. Nhưng mà Wukong thì lại là một vị tướng khoảng thời gian đầu trận đấu trước cấp độ 6 thì khả năng gank của anh ta hơi yếu hơn Javan một chút, bởi vì anh ta không có kỹ năng kiểm soát. Nếu mà bạn không có bùa đỏ thì gần như là rất khó có thể giữ lại được đối phương lâu dài để những người đồng đội của mình có thể lao lên hỗ trợ. Còn Javan thì nó đơn giản hơn rất nhiều. Một phần Javan có thể trở lại có lẽ là ở cái khả năng gank ở khoảng thời gian đầu trận đấu của anh ta cũng rất tốt, và thậm chí Javan cũng hoàn toàn có thể lên đồ sát thương hoặc đồ phòng thủ để có thể làm một lớp lá chắn cho các thành viên của bên phía Sài Gòn 269, có thể bán đặc biệt là xạ thủ của 269 Augustus, là một người đánh xạ thủ rất nổi tiếng ở máy chủ Việt Nam. Nên có lẽ cái đội hình của bên phía Sài Gòn 269 là muốn cho Caitlin trong tay của Augustus có thể bắn được càng lâu càng tốt. Rõ ràng nếu như bạn nhìn vào đội hình khi mà bạn đã có Lulu và Morgana thì đó là một bộ đôi đem lại sự bảo trợ cực kỳ lớn cho những vị trí nào mà bạn muốn bảo vệ, có được sự an toàn trong những pha giao tranh cụ thể ở đây. Và họ cũng dễ hiểu thôi, khi mà họ chọn cho Augustus cái vị trí Caitlyn là hyper carry, tức là một vị trí mà với một lượng trang bị đầy đủ, lượng sát thương Caitlyn ghe trong giao tranh, lượng sát thương theo thời gian của Caitlyn là cực kỳ cao. Tôi nghĩ rằng thậm chí khoảng thời gian sau trận đấu nó còn cao hơn so với Lucian nữa. Đội hình bảo vệ Caitlyn của bên phía 269 đã được đưa ra, trong khi đó thì đội hình của Sài Gòn Pink là một đội hình cái khả năng khống chế của họ trong những pha giao tranh nó cực kỳ khủng khiếp. Những cú hất tung lên của họ, họ có 3 vị tướng có khả năng hất tung lên, thậm chí Nami có tới 2 cú hất tung lên. Thì bên phía của 269 có lẽ muốn giao tranh thành công với bên phía Sàng Binh cũng sẽ phải cẩn thận. Và tôi nghĩ thật ra thì Sàng Binh thậm chí là họ mở giao tranh còn tốt hơn với lại Jack và với Wukong. Và thậm chí là lúc nãy cái sự lựa chọn cuối cùng bên phía Sài Gòn Pink, chúng ta nói quá trời, chúng ta không để ý đến là anh ta không chọn Yasuo nữa mà chuyển sang một vị tướng cũng hot không kém ở khu vực đường giữa này, đấy chính là Kassadin. Trong ngày hôm qua thì có Kassadin của bên phía Hà Nội Phết cũng đã có một trận đấu nó khá là tốt trước bên phía Hải Anh Dragon, đã khiến cho bên phía Hà Nội Phết có được 3 điểm đầu tiên của họ ở giải đấu Dell Championship Serie A này. Còn lần này lại tiếp tục là Kassadin, nhưng những cái sự kết hợp với Kassadin trong trận đấu này thì nó mang nhiều tính chiến đấu hơn, khi mà có đến gần như là 2 thành viên lao vào cùng với Kassadin kèm theo một cái đại hồng thủy từ khoảng cách rất xa nữa, thì giao tranh của bên phía Sài Gòn Pink là một giao tranh mà cái lượng sát thương của họ dồn vào một mục tiêu là rất khủng khiếp. Và đặc biệt nếu mà Caitlyn mà bị bắt lại bởi 3 cái thành viên kia thì gần như là sẽ lên bảng điểm số. Rõ ràng là vậy, bởi vì xạ thủ mà bạn bị bắt bởi Wukong và Zac với 2 cái cú combo bay vào thì khó mà sống lắm. Nhưng Caitlyn vẫn là một vị trí xạ thủ có khả năng giữ vị trí tốt với tầm bắn dài và với cái cú bắn lưới 90 của mình. Tương tự như vậy, chỉ có Lucian là tầm bắn hơi ngắn hơn một chút xíu thôi, nhưng bù lại cái khả năng dồn sát thương của anh ta thì nhỉnh hơn một chút xíu trong giai đoạn đầu và giữa trận đấu so với lại Caitlyn. Trận đấu đã khởi đầu với tình huống mà bên phía của 269 Grid và Chrome, 2 người di chuyển vào khu vực bùa đỏ của đối phương, đã ăn xong bùa đỏ của đối phương. Và ở đường trên thì Casper bị bắt dính khóa bóng tối, bị bắn liên tục với Augustus và Ti, và anh ta mất rất nhiều máu, phải về nhà ngay mà vẫn chưa có bất kỳ một chỉ số lính nào cả. Một phần tôi thấy là trong khoảng thời gian đầu trận đấu này, Sài Gòn Pink họ kiểm soát tầm nhìn thực sự nó chỉ ở khu vực rừng của mình thôi, không có những con mắt là cắm tấn công bên khu vực rừng của bên phía Sài Gòn 269. Nên dường như là họ cũng ở đường trên, đặc biệt là đường trên, Casper đã hơi bất ngờ cái tình huống đổi đường đến từ các thành viên của bên phía Sài Gòn 269, mà thậm chí là 269 còn quyết tâm lấy cái trụ này từ rất sớm. Đây là cái chiến thuật từ phiên bản 4.6 và 4.7 rồi, cái còn 4.8 thì nó cũng dùng được. Hôm bữa như tôi đang muốn nhắc tới việc các bạn theo dõi CBL thì Sài Gòn Joker và Sài Gòn Fighter Fight đều là những đội khá là thích sử dụng cái chiến thuật này. Mỗi khi ở bên phía đội 1 là đổi đường lên, và ngay lập tức sau khi cướp được bùa đỏ của đối phương thì cả rừng và vị trí đường trên di chuyển và hỗ trợ 4 người tấn công cái trụ 1 ở đường trên của đối phương, lấy xong trụ 1 đó, và họ thậm chí có thể tiếp tục đẩy vào nếu như họ thấy rằng, đúng vậy, nếu như họ thấy rằng ở đường dưới đối phương cũng tụ tập lại cả 3 người. Bởi vì lúc này cái lợi thế về thời gian của bên phía 269 nó đã quá lớn rồi, thì họ có thể thoải mái lấy trước cái trụ 2 của bên phía đối phương ở khu vực đường trên, mà họ thậm chí còn có thể lui về kịp để phòng ngự cái trụ 2 của mình. Và tôi nghĩ điều đó rất nhiều khả năng xảy ra, bởi chúng ta thấy rằng Ti đã di chuyển về trước và rất nhanh chóng nữa thôi, Augustus, Grid và Chrome tất cả họ cũng sẽ di chuyển về. Và rõ ràng pha trao đổi này thì 269
là đội chuẩn bị tốt cho tình huống kế hoạch của mình và họ có lời hơn 2 trụ đội 1. Trong cái tình huống vừa rồi là một tình huống biến về của team mà tôi thấy là anh ta bỏ biến về ngay khi thấy các thành viên của bên phía Sài Gòn Pink họ biến về, và anh ta muốn đảm bảo chắc chắn là cái tốc độ ăn cái trụ này nó nhanh hơn, và chưa kể là anh ta cũng chưa muốn về vội, anh ta muốn đảo ra khu vực đường giữa để có thể phần nào giúp cho vị trí của Beyond có thể có được. Và lúc này Heaven lao vào, những là Tutti đã có mặt rất kịp thời, những cú khóa bóng tối đó nó chỉ trúng vào con chim mồi mà Heaven để lại mà thôi. Đó là một tình huống mà anh Dương nói rất chính xác, sự có mặt của Tutti ở khu vực đường giữa rồi là đem lại sự an toàn rất cao cho Beyond trong tình huống mà Heaven bên phía biển lao ra tấn công. Và thậm chí là họ còn kéo vào khu vực bùa xanh này và nhường một con bùa xanh cực sớm đến vị trí của Beyond. Đây không phải là bùa xanh dành cho Javan nữa, là bùa xanh 1 cho vị trí của Lulu hơn. Như vậy là bên phía 269 đang có một thế trận thi đấu rất tốc mới lạ. Tóc biến lên quy và lấy được một cái tóc biến của thọ bên phía Sài Gòn Pink ở khu vực đường giữa này. Đó là một tình huống cú đổi chát của Ti, tôi không chắc lắm là nó có lời hay không. Bởi vì Cassadin của thọ anh ta đã gần đạt tới cấp 6 rồi. Khi đạt được tới cấp 6 anh ta sẽ có chiêu cuối của mình, một kỹ năng giúp cho anh ta gần như một cái tóc biến miễn phí trong những tình huống mà anh ta cần. Nhưng với Morgana thiếu đi cái tốc biến nó trong khoảng thời gian này, chưa có được cấp 6 thì chắc cũng hơi nguy hiểm một xíu trong những tình huống mà nếu như Ti để bị bắt lại. Nhưng mà kể ra thì với việc không có tốc biến thì những pha thi đấu đến vị trí của Cassadin nó sẽ mang hơi hướng là thụ động hơn chứ không phải là chủ động tấn công nữa, bởi vì lúc này mà anh ta muốn lao lên tấn công, anh ta phải nghĩ xem là liệu đối phương có phản ganh hay không và lấy gì để rút về. Bởi vì Cassadin lên theo cái kiểu lên đồ như thế này, anh ta sẽ lên cái gì trước đây? Hai cái này thì ghép lại được đúng không, là cái thủy kiếm. Đúng, cái lên được thủy kiếm nhưng mà không ai là như vậy cả. Bởi vì có, tôi nhớ là hồi mà Cassadin mới chỉnh sửa như thế này, có Alice lên cho mình cái găng tay băng giá. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng, và vẫn tôi nghĩ nhiều người có nghĩ với tôi rằng đó là việc Cassadin ở thời điểm hiện tại bạn vẫn nên những trang bị quen thuộc hơn, kiểu như cái trường sinh đầu tiên. Bởi vì cái lượng năng lượng mà Cassadin cần nó cũng tương đối nhiều. Nếu như bạn lên hướng găng tay băng giá, hơi khó. Tôi cũng thấy hơi phân vân, là tại vì nếu mà anh ta có đủ tiền thì nên lên luôn hai mảnh của cái đá bảo hộ đi, thì nó vừa tăng máu cho anh ta vừa tăng cho anh một lượng năng lượng. Chứ Cassadin ở khoảng thời gian đầu này thực sự tôi cũng không nghĩ là cần quá nhiều sức mạnh phép thuật để lên trước cho mình một cái sách cũ như vậy. Hoặc là anh ta có thể lên cái cho mình cái sách quỷ để giảm thời gian hồi chiêu, với Cassadin cũng là một chỉ số khá là quan trọng. Nhưng lúc này 269 với sự chủ động của mình đang chủ động đẩy vào khu vực cái trụ đầu tiên, khu vực đường giữa này, và đe dọa đến đường giữa bên phía Sài Gòn Pink. Và họ làm điều đó bởi vì rất dễ hiểu, họ có một điểm mạnh và nó lại là điểm yếu của bên phía Sài Gòn Pink, đó là 269. Khả năng đẩy đường của họ là vô cùng khủng khiếp. Với Caitlyn, với Lulu thì mỗi người một quy bắn thêm vài cái nữa là chúng ta thấy gọn gàng lắm, nguyên một đợt lính 6 con của bên phía Sài Gòn Pink tan biến hết. Trong khi đó thì đội hình của Sài Gòn Pink họ không có khả năng dọn lính nhanh. Heaven không có điều đó, Ezola là Nami hỗ trợ không có điều đó, và Lai cũng không có điều đó. Cái trụ một ở đường giữa của bên phía Sài Gòn Pink đang bị đe dọa rất lớn, chỉ một đợt lính nữa thôi là nó sẽ phải bị phá hủy. Bên phía của Sài Gòn 269 họ nắm bắt thời gian cực tốt, khi mà các thành viên bên phía của Sài Gòn Pink chưa, gần như là chưa có ai đạt được cấp độ 6, chỉ trừ có Cassadin mà thôi. Và khi mà không có cấp độ 6 rồi thì cái đội hình bên phía Sài Gòn Pink không có cái cách nào để có thể giao tranh lại với những tình huống giao tranh nhỏ lẻ với các bộ đôi như là Lulu hay là Javan hay là Morgana nữa. Những vị tướng này có những kỹ năng khống chế từ rất sớm và họ hoàn toàn có thể giao tranh ngay lúc này. Nhưng bây giờ có một con mắt tím ở đây. Con mắt đó, con mắt tốt, con mắt không biết. Đúng là tốt thật, bởi vì hồi nãy khi mà cái con mắt của bên phía 269 còn ở đó, họ cũng không thấy cái con mắt này nó nằm ở trong đó nữa. Đó là con mắt tím rất tốt từ bên phía của Sài Gòn Pink. Và bây giờ liệu họ có ngăn cản được bên phía 269 ăn con rồng đầu tiên này hay không? Bốn thành viên của 269 đang ở đây. Chrome không có dịch chuyển, anh ta đang chạy tới nhưng vẫn còn cách đó khá xa. Rồng không còn nhiều máu, súng cao su được nhảy vào bởi Casper. Rồng vẫn còn, nó Augustus bị cô lập, anh ta đang cố gắng bắn sát thương không có bao nhiêu cả. Và có cú nhảy vào của Heaven nhưng ta mới chỉ cấp 5 mà thôi. Và Heaven đã tạm thời lui ra, rồng vẫn còn đó nhưng có một con rồng khác đã tới. Đó là Chrome bên phía của 269, anh ta là cấp 7, anh ta có chiêu cuối. Ti mất máu, lui ra được, Heaven bị hạ gục, chiến công
phong đầu dành cho 2-9 với một cú kiệt sức rất đẹp về bản thân của Tì. Thọ lao vào, có một cú thủy ngục, Casper cũng lao vào với nảy, anh ta tốc biến tới, sát thương của anh ta đủ lấy mạng của Tì. Anh ta đang đứng giữa hình đối phương, Thọ quay vào một lần nữa, Augustus vẫn đang cố gắng giữ vị trí và bắn, nhưng vì do này không giữ vị trí được, anh ta đã phải gục xuống. Rome đang cố gắng lui về hỗ trợ nhưng đã có double kill cho Thọ. Rome đang cố gắng bơi trong giữa ba thành viên của đối phương nhưng anh ta chẳng còn gì nữa, và đó là 3 mạng 4 mạng dành cho bên phía của Sài Gòn Bi. Vâng, có lẽ là Sài Gòn 269 họ hơi xăng say máu quá sau những tình huống mà họ lấy được trụ rồi lấy thêm được cả bùa xanh của đối phương nữa, đã khiến cho họ quên đi một điều: đối phương chưa có cấp độ 6 thì đội của họ cũng chẳng có ai có cấp độ 6 cả, chỉ có một mình Chrome mang chiêu cối hóa rồng đầy cho Saibana. Leon có thêm được cấp độ 6 nữa, nhưng cái cấp độ 6 của Lulu với cả của Saibana đấy nó không có quá nhiều tác dụng bằng cái cấp độ 6 nảy của vị trí Casper. Cái nảy của Casper đấy đã phần nào khiến cho giao tranh của bên phía Sài Gòn Pink có rất nhiều lợi thế. Và đặc biệt trước đấy là một tình huống mà Augustus, anh ta lỗi vị trí, tôi nghĩ là cực kỳ nghiêm trọng. Anh ta đã phải mất thời gian đi vòng rất lâu sau cái khe con rồng này. Nhưng đây vẫn là một con rồng dành cho bên phía 269, bởi vì Sài Gòn Pink đã không có đủ máu để ăn nó trong tình huống vừa rồi. Bởi vì một điều nữa, trước hết là sau khi vay Frank họ đúng là không còn đủ máu thật, và sau đó là các đường của họ đều bị đẩy lên cao, cụ thể là ở khu vực đường trên một đợt lính quá lớn đẩy lên cao, nó bắt buộc xạ thủ của họ là Lai phải di chuyển lên khu vực đường trên này để phòng ngự. Và ở đường huống này họ đã bắt buộc phải dùng tốc biến, nhưng Chrome đang đứng đợi có hóa rồng, anh ta chỉ cần khoảng chừng 5 giây nữa thôi họ có đủ kiên nhẫn, nhưng anh ta đang bị bắt lại, thủy ngục lại không trúng, Heaven lao vào, Heaven mới cấp 6 và anh ta cũng không có ý định lao vào, dùng chiêu cuối chỉ với một mình Chrome và Chrome đã thoát đi được. Và bây giờ cái trụ này chỉ có 3 thành viên của bên phía Sài Gòn Pink phòng thủ mà thôi, trong khi đó có đến 4 thành viên của bên phía 269. Chrome không còn đầy máu nữa và Thọ bị dính một cú khóa bóng tối cộng với một cú xuyên táo, vài phát bắn thường từ vị trí Overslash, mất nửa cây máu. Nỗ lực của 269 thể hiện rất rõ, họ muốn lấy cái trụ một ở khu vực đường dưới này, họ là những người đang lời trụ và họ muốn đẩy mạnh cái lợi thế đó hơn, thậm chí là Beyond cũng đang đẩy ở khu vực đường giữa, chắc chắn sẽ có trụ dành cho bên phía của 269 nếu như họ kiên nhẫn và không phạm bất kỳ một sai lầm nào cả về lỗi vị trí. Nhưng họ cần phải nhanh hơn một chút, bởi vì nếu mà Nami có được cái đại hồng thủy thì cái đợt đẩy này của bên phía 269 nó có thể sẽ là một thảm họa nếu mà họ băng vào quá sâu trong trụ. Javan chưa có chiêu cuối, vị trí của Morgana cũng không có cho mình trói hồn, nên các thành viên ở bên phía 269 cần phải rất cẩn thận trong một tình huống giao tranh này. Đã có đại hồng thủy đến vị trí của Nami rồi, và liệu bên phía của Sagan Pink có định giao tranh không? Không, họ chỉ còn 2 người ở đây mà thôi. Thọ đã bỏ khu vực đường dưới để ra khu vực đường giữa hỗ trợ cho Lies phòng ngự, thì do đó Sài Gòn Pink chấp nhận mất cái trụ thứ tư của mình ở trong trận đấu này. Và có vẻ như là bên phía 269 là những người đã có một kế hoạch rõ ràng hơn ở khi mà bước vào trận đấu, và họ đang làm nó tốt hơn. Họ đẩy trụ sớm, họ tận dụng những cái trụ đẩy sớm đó của mình để chiếm lợi thế về mặt kiểm soát bản đồ, và sau khi có được điều đó họ kiểm soát các mục tiêu lớn rất tốt. Sau khi có được nhiều trụ hơn, họ ăn được rồng, họ lấy được thêm trụ nữa, và lợi thế của họ lúc này bắt đầu xuất hiện rõ rồi. Nhưng cái lợi thế này nó khá là mong manh, bởi vì nhìn lại cái vấn đề chỉ số lính của các thành viên bên phía Sài Gòn Pink vẫn đang cực kỳ tốt, đặc biệt ở khu vực đường giữa và khu vực xạ thủ, khi mà Thọ vượt hẳn so với vị trí của Lulu đến 20+ chỉ số lính, trong khi đó bên phía kia Lies cũng hơn Augustus khá nhiều. Và đặc biệt khi mà Lies ta gần hoàn thành cái huyết kiếm rồi, Augustus buộc phải lên cho mình cái quốc chim, và anh ta chỉ mới có quốc chim thôi và còn lâu mới có được cho mình thanh kiếm BF, nên trong những thời gian sắp tới hai vị trí xạ thủ này sẽ có một sự chênh lệch về sức mạnh khá là đáng kể. Đúng là như vậy, bởi vì Augustus và Lies mặc dù là số tiền bằng nhau, nhưng vấn đề là những pha di chuyển của 269 nó bắt buộc họ phải đổi mục tiêu, nó bắt buộc họ phải lui về hồi máu chuyển sang các mục tiêu khác, do đó mỗi lần về nhà thì số tiền của Augustus nó không đủ để anh ta hoàn thành một trang bị lớn kiểu như là cái thanh kiếm BF mà hiện giờ Lies bên phía của Sài Gòn Pink đang có. Anh ta mỗi lần về anh ta chỉ có những mảnh nhỏ nhỏ mà thôi, anh ta phải mua cuốc chim, anh ta hoàn thành xong cái giày cuồng nộ, và cái cuốc chim nó khiến huyết kiếm của Augustus nó bị trì hoãn, tôi nghĩ một khoảng thời gian rất lâu nữa, bởi vì lúc này anh ta mới cầm có 400 mà thôi. Phải trừ khi nào mà cỡ double kill, triple kill rồi có trụ này nọ thì anh ta mới có thể tiến nhanh được với tới cái vị trí, còn nếu không nó còn xa lắm. Mà vị trí của Caitlyn ở khoảng thời gian này, khi mà sát thương của bạn không có thì những pha bắn tay của họ của anh ta rất khó có thể kiếm cho anh ta. Vâng, một con mắt, hai con mắt này hình như không nhìn thấy nhau rồi đấy. Con mắt xanh kia cũng không nhìn thấy con mắt tím đấy. Đây bây giờ quét mắt quét thì thấy. Như vậy là đây có lẽ là một lỗi của ấy, chứ không phải, tôi nghĩ là cái bụi cỏ nó chí lắm.
hôm bữa ở một phiên bản tôi nhớ là đã thông báo là chúng tôi đã cố gắng là tinh chỉnh bụi cỏ nhưng mà nó vẫn còn khó khăn lắm. Thì rõ ràng là bụi cỏ này. Bây giờ thì ở khu vực đường giữa, Haven có chiêu cuối, Casper có chiêu cuối, nói chung là tất cả chiêu cuối của hai bên đều đang sẵn sàng. Nhưng có một chút xíu cảm nhận rằng nếu bây giờ giao tranh 5 năm thì bên phía Sài Gòn Biên sẽ có lợi thế, bởi vì mặc dù là pha giao tranh trước họ còn chưa có chiêu cuối của Haven thì họ đã có được lợi thế rồi, còn bây giờ có được chiêu cuối đó của anh ta thì tôi nghĩ rằng họ còn có nhiều lợi thế hơn nữa, nhưng họ chưa thực sự tự tin, hoặc chính xác hơn là họ không có nhiều cơ hội. Cái cơ hội của họ chỉ đến nếu như họ thực sự muốn băng trụ trong những thủng đối phương phòng ngự mà thôi, còn họ không có những cái công cụ để giữ một thành viên đối phương một cách bất ngờ. Cái thủy ngục có thể làm điều đó, nhưng nó không có gì. Có súng cao su thì có một tình huống tung chiêu cuối luôn của vị trí Ezola, và có luôn cả một cú xoay của Haven, có một cú hóa rồng quay về với Chrome. Haven đang đơn độc, anh ta bị dính đại địa chấn, dính luôn trói hồn của Ti, nhưng Ti đã gục xuống, kiệt sức dành cho Chrome, double kill dành cho Lies, và anh ta đang tiến lên. Bên phía 269 đã mất 3 người trong tình huống vừa rồi. Và như đã nói, cái bộ kỹ năng của bên phía Sài Gòn Biên kết hợp với nhau tốt hơn hẳn. Giao tranh quá đẹp, và chưa kể là một cái đại hồng thủy nó tràn khắp cái đường giữa của bên phía Sài Gòn Biên luôn. Ezola ta đã có một chiều cuối cực kỳ tuyệt vời ở tình huống vừa rồi. Nó đã khiến cho Thanh Trừng cũng đẹp, mà những pha lao vào đến vị trí của Casper cũng đẹp, rồi xoáy của Haven cũng đẹp luôn. Nó là một chuỗi combo rất hoàn hảo. Và tôi đang muốn nhắc đến cái phong cách lên đồ của Thọ và cái cách thi đấu của anh ta trong những tình huống vừa rồi. Anh ta lên thủy kiếm trước như này thì anh ta sẽ lên trượng trường sinh rất lâu. Nên trong khi mà anh ta chưa hoàn thành được trượng trường sinh, anh ta sẽ chơi như kiểu sát thủ là đứng bên ngoài rình. Lúc nào lao vào dồn sát thương là lao vào, chứ không phải lao vào trước để thu hút sát thương nữa, bởi vì anh ta không có được cho mình khả năng chống chịu. Nhưng lúc này khi mà đã có trượng trường sinh rồi thì anh ta sẽ có thể thoải mái chọn cách băng ra băng vào của mình một cách dễ dàng hơn. Có một pha giao tranh thành công, nhưng bên phía Sài Gòn Biên có khả năng họ sẽ phải mất đi một mục tiêu lớn, cũng khá là lớn ở thời điểm này. Đó là phút thứ 16, con rồng của trận đấu đã hồi lại và 269 đang là những người kiểm soát xung quanh khu vực này. Nhưng chưa chắc là Sài Gòn Biên sẽ quyết định buông bỏ con rồng này, bởi vì 5 thành viên của họ cũng đang có mặt ở đây. Nói về chiêu cuối thì Sài Gòn Biên chưa hồi lại hết, nhưng tương tự như vậy, phía bên này của bên phía 269 cũng chưa có đầy đủ khổng lồ hóa, có hóa rồng còn cách rất xa nữa mới có. Thì đây là cơ hội dành cho bên phía Sài Gòn Biên. Họ tiến vào, họ bắt đầu tấn công rồng. Augustus đang phá mắt cùng với những đồng đội của mình. Chrome đang tiến lên, Grid đang tiến lên. Ti có thể là người sẽ băng vào đầu tiên nếu như ta tung một cú Quy thành công. Nhưng Quy vừa rồi không trúng, rồng không còn nhiều máu nữa. Casper muốn có ngăn chặn đối phương bằng cách gồng súng cao su, và rồng được giữ cho bên phía của Sài Gòn Biên. Augustus đang mắc lỗi vị trí, anh ta đang cố gắng rút lui về với sự hỗ trợ của Ti, với một cái khóa chống phép của bên phía của Mona. Trong khi đó có một cú lướt lên, Thanh Trừng bắn ra, Thọ đang lao lên, Casper bay vào rất đẹp. Augustus đã bị bắt, bị hủy diệt rất nhanh bởi Thọ. Rút bay vào quá trễ, Chrome vẫn chưa có hóa rồng, dính một cú thủy ngục sẽ phải lên bảng điểm số. Lai thậm chí cuối cùng phải nằm xuống, nhưng đã kịp kéo theo 3 mạng, có thể sẽ là 4 mạng. Ti đang bị bắt lại, Casper có một cú súng cao su, anh ta nhảy tới có làm chậm được không? Chưa làm chậm được bởi vì cái cú E đó của Ti, nhưng Thọ đang ở ngay phía sau. Một kỹ năng nào đó thôi là sẽ ăn được mạng, và đó là mạng dành cho Thọ, đó là 4 mạng dành cho Sài Gòn Biên. 4 mạng cho Sài Gòn Biên là bởi vì cái chiêu cuối họ, lúc mà anh Luân nói là mất rồng thì bị đe dọa mất rồng thì chiêu cuối họ chưa hồi, nhưng sau khi ăn con rồng thì tôi nhìn thấy là các chiêu cuối họ hồi hoàn toàn đầy đủ. Và lại một lần nữa tôi đánh giá cao cái đại hồng thủy đến vị trí Ezola, nó ngăn chặn hoàn toàn, nó chia cắt đội hình của bên phía 269 hoàn toàn ở cái khe đấy. Nó khiến cho Augustus cái lỗi vị trí của anh ta đã càng trở nên nghiêm trọng hơn khi anh ta bị tách ra hoàn toàn so với người đồng đội của mình. Hóa rồng chưa có, Shyvana không thể có được khả năng chống chịu. Chiêu cuối đại địa chấn của Chris cũng tung ra quá muộn rồi, nó không giúp gì được cho bên phía 269 giao tranh. Và một đội hình giao tranh rời rạc như thế, không có lý do gì mà bên phía 269 có thể chiến thắng được pha giao tranh vừa rồi. Và một lần nữa chúng ta lại thấy các vị trí xạ thủ của DCSA họ thường xuyên có những lỗi nó không thực sự đáng có. Tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân chính Augustus bị mắc lỗi vị trí là do anh ta ham ở lại quá trễ. Anh ta muốn thử dùng cái xuyên táo của mình để cướp thử con rồng nó xem có được hay không. Nhưng đó là một tình huống quá mạo hiểm, nó khiến cho Augustus phải lên bảng đếm số và kéo theo luôn cả 3 người đồng đội của mình nữa. Và chỉ số mạng KDA của Thọ Cassadin là 502 thì sẽ là vô cùng nguy hiểm cho bên phía 269. Cái lượng sát thương của ta trong những phút sắp tới sẽ là rất lớn, đang cầm 1.500 trong người. Và Cassadin ở khoảng thời gian gần đây thì
có một cách lên đồ là anh ta không cần lên cho mình cái nước mắt nữ thần nữa, mà anh ta chỉ cần lên cho mình cái triệu trường sinh thôi, rồi sau đó lên thẳng sát thương, ỉ vào cái khả năng bay ra bay vào cò quay của mình rất tốt. Anh ta chỉ cần lên nhiều năng lượng thôi, bởi vì chiêu cuối anh ta bây giờ nó cái lượng năng lượng nó đã có một con số nhất định rồi, và nó thời gian hồi chiêu nó rất nhanh nữa, nên bạn cần sát thương để trong những tình huống bay vào đầu tiên hoặc là thứ hai đấy thì bạn có thể gây ra nhiều lượng sát thương tốt nhất, chứ không thể nào mà cò quay có thể nhảy đến 3-4 phát nữa. Bây giờ thì lợi thế đã quá rõ ràng thuộc về bên phía của Sài Gòn Pin, đội hình của họ, khả năng giao tranh của họ đã nhỉnh hơn rồi, mà bên phía của 269 họ chính bản thân họ cũng đang thi đấu không tốt, đặc biệt ở những tình huống giao tranh, khi mà sự khả năng chọn vị trí của bên phía 269 thật sự là có vấn đề, khi mà họ không thể nào có những cú combo đẹp. Nãy giờ đã có 2-3 pha giao tranh nhưng chúng ta chưa thấy Rom bay vào với hóa rồng khổng lồ hóa của Vion và Crit dọng cho mình cái đại địa chấn đó xuống. Họ không làm được như vậy thì họ đang bị dẫn trước 4-11 bởi bên phía Sài Gòn Pin, và Sài Gòn Pin bây giờ họ lại hơi chần chừ một chút xíu, hơi trùng xuống, họ lại không đẩy mạnh quá cái lợi thế của mình. Họ đang chờ Lai chắn, nhưng mà Lai cũng đâu phải chờ đâu, bánh ta ta một kiếm thì còn khá lâu, huyết kiếm cũng đã hoàn thành xong rồi. Tôi nghĩ đây là lúc mà bên phía Sài Gòn Pin cũng đã nên tập trung lại và gây sức ép ở những cái trụ của bên phía 269 khi mà các chiêu cuối của họ hồi lại hết rồi. Như đầu trận đấu đến giờ thì cái phong cách thể hiện của 269 là họ có một cái chiến thuật khi mà ăn các mục tiêu nó khá là rõ ràng và họ kiểm soát các mục tiêu đấy rất tốt. Nhưng vấn đề của họ là giao tranh không thể lại được so với Sài Gòn Pin. Còn Sài Gòn Pin thì rõ ràng họ giao tranh tốt hơn, nhưng về mặt thế trận rồi về mặt chiến thuật có lẽ là Sài Gòn Pin còn hơi thiếu một chút. Nên mặc dù họ đang có rất nhiều lợi thế, và đặc biệt là đã có một khoảng thời gian mà Augustus anh ta còn chưa có được cái huyết kiếm, thì đáng lẽ ra là bên phía Sài Gòn Pin nên ép giao tranh ở những mục tiêu quan trọng, đặc biệt là ba cái dàn trụ thứ hai của bên phía Sài Gòn 269. Nhưng rất tiếc ở lúc này thì cái lợi thế của họ nó đã qua đi một chút rồi, bởi vì Augustus bắt đầu có đồ rồi, lượng sát thương của anh ta gây ra trong những pha giao tranh đã bắt đầu thấm. Tôi nghĩ là vẫn chưa đâu, bởi vì lúc này đây là cái thời điểm mà Katlin yếu nhất trong một trận đấu. Giữa trận đầu Katlin với tầm bắn của mình, với những kỹ năng của mình, kiểm soát đường rất tốt, đẩy đường rất tốt, phòng ngự cũng rất tốt. Nhưng giữa trận giữa trận đấu khi mà những pha giao tranh liên tục xảy ra, thì nếu chỉ dừng lại ở cái huyết kiếm đó, lượng sát thương Katlin gây ra sẽ là không nhiều. Bởi vì hãy nhìn vào vị trí của Casper, lượng trang bị này mà anh ta bao vào, bay vào thì với Katlin hiện tại sao mà bắn được. Rồi Heaven, Wukong mặc dù không có nhiều trang bị phòng ngự, nhưng cái nội tại của anh ta đem lại một chỉ số phòng ngự rất lớn trong những tình huống anh ta lao vào đội hình 5 người của bạn. Thì rất khó khăn cho Augustus ở vào thời điểm hiện tại, và tôi nghĩ đây là một thời điểm mà 269 có lẽ họ nên tìm cách là chơi an toàn và tránh giao tranh nhiều hết mức có thể. Tôi nghĩ là họ hoàn toàn không thể nào giao tranh nổi ở những lúc này, bởi vì sát thương họ không có bao nhiêu, bên phía kia thì có quá nhiều rồi, nên chỉ có cách là phòng thủ thôi. Nhưng mà Sài Gòn Pin cũng không tận dụng cái lợi thế này để có thể đẩy mạnh lên, để có thể lấy được những dàn trụ ngoài để thêm tiền. Tôi không nghĩ là họ lại muốn chê tiền trong cái trận đấu này cả, thêm bao nhiêu vàng là càng tốt bấy nhiêu thì sẽ có được đồ nhanh hơn thôi. Và cái trang bị tiếp theo của họ có lẽ là cái đồng hồ cát, khi mà đã có được cái gậy quá khổ và thêm cho mình một quyển sách cũ nữa. Ở vị trí của Lies có lẽ là anh ta định chờ hoàn thành cho mình cái tam hợp kiếm luôn, rồi đã có hai mảnh rồi, hai mảnh, và anh ta đang cầm nửa của cái mảnh thứ ba đó, 800 nữa. Nhưng mà con rồng thì nó chỉ 20 giây đó thôi, nó hơi bị thiếu một chút xíu dành ở Sài Gòn Pin, cụ thể là vị trí xạ thủ của họ. Còn bên phía của 269 họ tôi nghĩ đã sẵn sàng rồi, bởi vì Rome có cho mình dịch chuyển thì anh ta vẫn có thể tự tin ở khu vực đường trên. Trong khi đó thì Casper, do anh ta không có dịch chuyển, anh ta lấy tốc biến của siêu đốt, anh ta đang phải di chuyển về cùng với những người đồng đội của mình. 269 đang định chơi một bài khá là mạo hiểm, tôi nghĩ là họ đổi rồng lấy Baron, đấy là một bài tương đối mạo hiểm. Bin phát hiện ra, Bin đã phát hiện ra họ ăn rồng rất nhanh. Còn sát thương ăn Baron của bên phía 269 liệu có kịp hay không khi mà Casper đã tới. Anh ta mà nhảy xuống bay vào thì chỉ có tan vỡ mà thôi. 269 vẫn đang cố gắng đứng lại và anh ta nhảy vào rất đẹp. Và đó là Augustus đang bị tấn công khổng lồ hóa dành cho Augustus. Anh ta tạm thời thoát đi được, quay lại bắn không có sát thương. Rome là người sẽ nằm xuống đầu tiên. Beyond và Chris đang là những người bỏ chạy, họ đang truy đuổi. Và Casper súng cao su không trúng ai cả. Phía bên này T đã chết, Augustus cũng chết, ai cũng chết, cả bốn thành viên của bên phía 269 đã lên bảng điểm số, và đó là bốn mạng cộng con Baron dành cho Sài Gòn Pin. Và cú xử lý đó của bên phía 269 là nó vô cùng liều lĩnh, cái giá họ phải trả quá đắt. Tôi nghĩ là trận đấu này xong, cái kết quả chúng ta có thể nắm được phần nào rồi, bởi vì bên phía Sài Gòn 269 đưa ra một quyết định tôi thấy cực kỳ khó hiểu, bởi vì bên phía kia Casadin có dịch chuyển, có Jax trong đội hình của bên phía Sài Gòn Pin.
mà cái Baron nó sẽ làm cho bạn trừ kháng phép. Thì khi mà chỉ cần Jax với cả Kassadin lao vào thôi, thậm chí là chưa kịp làm gì bạn đã mất một đống máu rồi. Và họ họ liều lĩnh mà không có cơ sở, bởi vì mặc dù họ biết rằng đối phương đang tràn vào rồng, nhưng họ không biết được rằng vị Riel Casper đang ở đâu. Và anh ta nhảy một cú quá dễ dàng, thậm chí là cái sự lì lợm của bên phía Hell chính còn hiện khi mà họ đã thấy đối phương cắm mắt xuống, họ thấy đối phương bắt đầu dịch chuyển vào mà họ vẫn cố gắng rướng thêm đánh của Baron thêm ở trong những tình huống đó, thì cái sự liều lĩnh đó của Hell chính có lẽ sẽ khiến họ phải nhận lấy thất bại ở trong trận đấu này, khi mà cái lợi thế của bên phía đối phương nó quá lớn rồi. Bây giờ ở khu vực đường trên, Casper 2012, ở khu vực đường giữa Thọ là 505, hỗ trợ Esola 1013, xạ thủ của bên phía Sài Gòn Pink là Lai 525, có hơi tệ tệ một xíu là Heaven là 225 mà thôi. Thì trên đồ bây giờ quá nhiều rồi, không có cách nào mà Casper có thể đánh lại cả. Và tiện quá, sau pha giao tranh vừa rồi thì Lai đã hoàn thành luôn cho mình cái tam hợp kiếm mà anh ta đang cầm, đủ đồ để có thể làm cơ sở cho bên phía Sài Gòn Pink đẩy thẳng vào khu vực đường giữa của bên phía Sài Gòn 269. Thậm chí là Casper ta lên một trang bị vô cùng khủng khiếp, đấy là cái gậy đầu lâu. Anh ta bây giờ mà bay vào cùng với Kassadin thì sát thương hai vị tướng này có thể nói là khỏi chê luôn. Nhìn lại bên phía kia, kháng phép cũng chẳng bao nhiêu cả, đặc biệt là ở vị trí xạ thủ của Augustus. Không có, không hoàn toàn không có kháng phép. Kháng phép chắc chỉ có ở đường rừng với ở đường trên với hai cái giày thủy ngân thôi. Và sau đó họ lại còn lên cho mình khiên băng Randun trước. Thế này tôi e rằng khó khó lắm, bởi vì sát thương phép đến từ các thành viên bên phía Sài Gòn Pink là cực kỳ nhiều. Ca này là cực khó, và có lẽ Sài Gòn Pink sẽ nhanh chóng chấm dứt nỗi đau của 269 ở trong trận đấu này. Họ bắt đầu đẩy vào, họ lao vào kéo máu đơn giản của combo nửa cây máu của vị trí Beyond. Nhưng Casper cũng bị kéo máu khá nhiều. Anh ta đứng gồng súng cao su trước mặt của đối phương để bị kéo máu tương đối là uổng. Nhưng với bùa lợi Baron, với cái giáp tâm linh này thì khả năng hồi phục của Jack của anh ta là cực kỳ cao. Và sự Esola có những pha Sài Gòn Pink nên cẩn thận, đúng là lợi thế dành với phía họ, nhưng họ phải cũng phải cẩn thận hơn trong tình huống đẩy này, đừng để mất những tình huống máu nó vô duyên như vậy. Nhưng Nami có một vị tướng mà có khả năng hồi phục cực kỳ tốt, và Casper đang lao vào đội hình của bên phía và anh ta tốc biến, và anh ta bắt được Augustus, nhưng Augustus tạm thời lui ra được. Có một cú tình huống Heaven băng vào, họ đang băng vào trụ khá dữ dội, Heaven đã phải nằm xuống, Casper đang bị trụ đánh, đồng đội của anh ta lại ở phía ngoài rất nhiều, và Heaven Casper là hai người phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Như đã nói, lợi thế là có, nhưng Sài Gòn Pink họ vẫn phần nào đó chưa nắm thật chặt. Đã vào thì thôi vào hết đi. Hai người vào, ba người đứng ngoài bắn thôi. Nhưng mà một tình huống nghịch dại rất điển hình của các thành viên bên phía Sài Gòn Pink. Tại vì vị trí của Casper ta lao vào quá xa rồi. Những người đồng đội người ta muốn lao vào thì đặc biệt là vị trí xạ thủ của Lai, anh ta sẽ phải đi lên cái tầm bắn của trụ. Tôi nghĩ là thực ra không nên quá cố gắng lao và bắt Augustus trong tình nếu mà đánh nhau thì nếu mà có băng trụ thì nó chỉ nằm ở cái vị trí vâng, phía này đây thôi, tầm đấy thôi. Casper bay đang nằm chết trong đây. Này thì cũng hơi khó, bay tít thẳng dưới tốc biến đấy chứ. Mà anh ta không hiểu sao anh ta nghĩ gì, ở bên phía kia có Morgana, có hòm bảo hộ Mikael nữa, làm sao những sát thương của anh ta có thể tiêu diệt được vị trí của Augustus. Anh ta cố gắng giữ cho Augustus không được bắn, nhưng cái người gây sát thương nhiều nhất của bên phía Sài Gòn 269 lúc đấy không phải là tướng mà là cái trụ. Đúng là như vậy, rõ ràng, bởi vì nhìn vào trang bị của bên phía Hell chính cũng không phải là nhiều lắm, thì đặc biệt là Lulu lên đồ này nó cũng hơi dị một chút xíu. Anh ta lên cho mình sau cái cốc quỷ thiên là cái trưởng UFO. Có lẽ là anh ta cần có một lượng xuyên kháng phép nhanh để gây được nhiều sát thương hơn trong khoảng thời gian này. Mình chỉ có nhiều kháng phép quá rồi. Ở vị trí của Casper thì có nhiều kháng phép quá rồi, nên vị trí của Beyond đành phải lên cho mình trang bị đấy. Chứ còn nếu mà để anh ta tích được cái mũ tử thần Raiden thì không biết là đến bao giờ nữa. Mục tiêu đã chẳng còn gì cả, bởi vì bên phía 269 đã đẩy hết các mục tiêu quan trọng ở khoảng thời gian đầu trận đấu rồi. Bây giờ họ chẳng còn cái mục tiêu nào được thể đẩy tiếp cả. Có chăng là cái trụ thứ hai khu vực đường dưới thì nó quá xa vời đi, không có một lượng tiền để có thể lên đồ. Các thành viên 269 đang bị bóp nghẹt một cách từ từ. Nhưng mà bên phía Sài Gòn Pink cũng đừng có hiến mạng như trong những tình huống vừa rồi nữa. Một lần thì còn tạm chấp nhận được, nhưng đừng để có lần thứ hai, bởi vì khả năng lật lại của bên phía 269 vẫn còn đó rất lớn. Thì như vậy là sau cái tình huống rồi, Sài Gòn Pink đã quyết định họ bình tĩnh hơn lại. Họ thấy rằng rồng sắp ra, thôi bây giờ lui ra, phá mắt, cắm mắt, tổ chức một tình huống ở rồng có thể ăn được, nới rộng cái khoảng cách ra. Nếu đối phương liều lĩnh lao vào giao tranh thì lúc đó đánh thì nó sẽ có lợi hơn là những tình huống mà họ cố gắng băng trụ một cách không hiệu quả như trong cái tình huống vừa rồi. Mà họ đang làm điều đó, 9 giây nữa, 8 giây nữa rồng ra rồi.
Và đây là khoảng thời gian mà khá là dễ thở dành cho các thành viên bên phía 269. Họ cần hoàn thành những món đồ quan trọng, đặc biệt là ở hai nguồn sát thương chủ đạo, đấy là Lulu với cả vị trí của Avertus. Avertus thì còn đến gần cho mình được cái ma vũ song kiếm, chứ còn Lulu thì hơi khó có thể lên được đồ gì khoảng thời gian này. Bây giờ thì con rồng đã thuộc về bên phía của Sài Gòn Biên, liệu họ sẽ lựa chọn cái gì đây? Bây giờ tôi nghĩ rằng cách chắc cú nhất của họ là đẩy ở hai đường trước, đó là đường trên và ở đường dưới, lấy nốt hai cái trụ ngoài, có được một cái lượng trang bị lúc đó là trên là 10.000 tiền hơn, thì lúc đó muốn băng trụ nó cũng dễ dàng hơn. Nhưng phải nhớ là khi đã quyết định băng trụ, một là băng hết, hai là đừng ai vào cả, chứ đừng có kiểu hai người vào ba người ở ngoài là không bao giờ có thể thành công cả. Và tôi nghĩ là Cassadin của Thọ nên suy nghĩ đến việc là băng vào đầu tiên, bởi vì anh ta có đồng hồ cát. Thì anh ta băng vào tạo sự hỗn loạn, rồi sau đó thêm cả một cái súng cao su đến vị trí của Casper. Sau khi hết đồng hồ cát thì đã là Jax bay vào rồi, thì lúc đấy Cassadin sẽ không ai đụng đến, thì anh ta có thể gây được sát thương ngay ở tại vị trí đấy, mà vị trí của Jax cũng không bị cấu máu hay là bị chú ý ở khoảng lần đầu nữa. Để xem, đúng là nếu như anh ta lao vào trước rồi dùng đồng hồ cát thì, nhưng mà nó lại nguy hiểm nếu như lỡ như trong đó nó đổi, bởi vì cái đổi trụ đổi mục tiêu mà tướng là ngẫu nhiên, lỡ nó một bùa đổi vào mặt của Lai đúng đó mà anh ta bật đồ cát thì nó cũng hơi kỳ. Nên chắc là cứ để, bởi vì bây giờ cứ để cho Casper và Heaven băng vào đi, bởi vì anh họ hai thành viên này bây giờ đã rất khỏe rồi, cứ để cho họ băng vào trước rồi Thọ vào sau cũng được, không nhất thiết ta phải là người đầu tiên lao vào được mình cả. Còn bây giờ thì có lẽ sẽ là một tình huống kiểm soát Baron trước đã từ bên phía Sài Gòn Biên. Họ cướp được bùa xanh của đối phương, họ kiểm soát khu vực đường trên này, Baron chỉ còn 15 giây nữa là ra. Thì do có dịch chuyển cho nên là họ vẫn đang đẩy ở khu vực đường dưới. Vâng, đây là một chiến thuật chia cửa để đẩy rất thịnh hành ở khoảng thời gian trước đây, và bây giờ bên phía Sài Gòn Biên đang làm nó rất tốt. Những cái thanh trừng này của đẹp, Lucian đẹp, quá đẹp luôn. Nửa cây máu, từng viên đạn đều dính vào người Augustus, thế này thì làm sao có thể giao tranh đây. Và đặc biệt cái quãng đường và của... nhảy vào bởi Casper đó là Augustus, anh ta có khổng lồ hóa, anh ta có khiên đen bảo vệ, anh ta né được chiêu đại hồng thủy đó. Heaven băng vào lần hai và ta xoáy, Ti đang mất rất nhiều máu, Casper vẫn đang lướt lên, Heaven bị trụ bắn, đang tạm thời lui ra. Bây giờ tới lực rút lao lên, đó là một tình huống mà Casper đã phải nằm xuống, Lice cũng đang phải rút lui về, chưa thấy sự có mặt của Thọ bởi vì anh ta đang giao tranh với Chrome và Chrome đang đấu với Thọ. Thọ quyết định rút lui, Chrome cũng quyết định rút lui, và đó là một tình huống lại băng trụ và cũng thất bại. Tôi nghĩ là các thành viên bên phía Sài Gòn Pink họ nên suy nghĩ lại việc băng trụ, bởi vì đặc biệt là vị trí của Heaven, anh ta không có đồ chống chịu nên, và anh ta cũng không băng vào cùng với Casper. Đúng vậy, anh ta vào sau Casper rất nhiều, khi mà mọi thứ đã trôi qua hết rồi, Augustus đã lui ra được tất cả rồi, anh ta mới băng vào. Và cú xoay đó của anh ta nó không trúng vào vị trí Augustus, nó chỉ trúng vào Ti và như là Crit ở trong tình huống đó mà thôi. Thì như vậy là không được, không được. Vâng, chúng là hỗ trợ các tướng đi rừng để làm gì, và đặc biệt là anh ta xoáy ngay trong chân trụ nữa. Nó nhìn thấy cái trụ cứ bắn anh ta một khoảng thời gian rất dài rồi. Thay vì lao vào băng trụ vừa rồi thì tôi nghĩ là họ cứ từ từ ép vào. Bởi vì mà tại vì họ thấy Augustus có vẻ thơm. Ít ra trong tình huống vừa rồi thì họ lấy được cái tốc biến Augustus, thì đó có thể là cơ sở cho cái pha tiếp theo. Họ sẽ dễ dàng hơn trong việc đoạt mạng được xạ thủ của bên phía 269. Và họ hoàn toàn có thể có lợi thế khi mà lao vào con Baron ở khoảng thời gian này. Như lúc nãy tôi đang định nói là cái quãng đường từ đội 1 ra đến con Baron là một quãng đường nó rất hẹp, và nếu mà giao tranh ở những cự ly hẹp này thì chiêu cuối của Nami hay là những chiêu lao vào của Jax hay là của Wukong nó không thể nào trượt nổi. Nên bên phía của Sài Gòn Pink đang có cực kỳ nhiều lợi thế khi mà họ lao vào con Baron lúc này. Nhưng Sài Gòn Pink cũng phải chú ý một điều là đừng để trận đấu kéo quá dài, bởi vì nãy giờ lẳng lặng thì Augustus cũng đang cố gắng đẩy mạnh chỉ số lính của mình. Anh ta sẽ hoàn thành xong được cho mình ma vũ song kiếm, một lượng trang bị cũng tương đối đáng kể. Tuy nhiên nhìn lại bên kia thì xạ thủ của Sài Gòn Biên nó còn ghê hơn nữa. Anh ta có cho mình phun xanh, huyết kiếm, tam hợp kiếm, có thêm một thanh kiếm VF nữa để hướng tới cho mình cái vô cực kiếm, khỏe hơn rất nhiều. Nhưng mà đang đứng đợi ở Baron trong khi Casper đã đi về, hơi mất thời gian một chút xíu. Do đó Chrome đang đẩy thoải mái đường dưới. Những cái bước di chuyển bên phía Sài Gòn Pink đôi lúc tôi không hiểu là họ đang suy tính cái điều gì. Họ đang muốn kết thúc trận đấu theo cái kiểu là đây, họ muốn ăn Baron nhưng lại không đủ tự tin lao vào, và cũng không có một lượng kiểm soát tầm nhìn tốt, không có một con mắt tím nào của họ được cắm ở khu vực Baron cả, mà có hai con mắt cắm ở khu vực rồng, trong khi rồng còn 1 phút rưỡi nữa nó mới ra. Và ít ra thì hai con mắt này của bên phía 269 sẽ giúp cho họ biết rằng đối phương đang ăn Baron. Và Jabba xong rồi,
chạy không thể nào mà tới kịp cả. Nhưng có dịch chuyển, Rome thì tới kịp, có chiêu cuối Esola ngăn cản đối phương lao vào. Rome đang lao và hóa rồng bay vào không cướp được Baron. Anh ta đang trong đội hình đối phương, anh ta đốt rất ghê. Và bây giờ phía ngoài này Thỏ đang phải tạm thời lùi ra. Casper nảy, Augustus đã bị bắt lại, bị hất tung lên bờ Heaven. Có một cú thanh trừng tung ra, Thỏ lấy được mạng của Bjorn. Bây giờ thì Crit mới tới, Rome và Crit cơ động. Đó là một tình huống mà họ không làm gì cả, họ cô độc trong đội hình đối phương. Double kill dành cho Thỏ. Và một lần nữa là 4 mạng dành cho bên phía Sài Gòn Biên. Và họ có lẽ lần này đã khẳng định chắc chắn cái trận đấu này nằm trong tay của họ. Vâng, Chris đã có một tình huống di chuyển nó quá lỗi đi và anh ta đến rất muộn trong pha giao tranh. Và phần lớn pha giao tranh Sài Gòn 269 phải giao tranh 4-5 thì thất bại là dĩ nhiên rồi. Họ đã có một tình huống Chrome lao vào cũng khá là cố gắng ấy, nhưng mà sát thương của người ta là không đủ và không thể cướp được con Baron. Lúc này ta đang cố gắng. Đó là cú thủy ngục, Chrome là người duy nhất còn sống sót, anh ta không làm được gì cả. Đó là một trụ bảo vệ nhà chính, Lai đang nỗ lực bắn hai trụ bảo vệ nhà chính cho bên phía Sài Gòn Biên. Họ đang tiến tới chiến thắng đầu tay của mình tại giải này và sẽ có với tổng tỷ số là 19-7. Sài Gòn Biên thi đấu tốt hơn trong trận đấu này, họ chiến thắng hoàn toàn xứng đáng và chắc chắn rằng sẽ kết thúc ngày đấu hôm nay với ít nhất một điểm. Và thực ra là với cái bộ mặt vừa thể hiện của bên phía 269 thì tôi hơi lo lắng cho họ trong cái kèo thi đấu này, bởi vì những cái màn thể hiện của họ nó nhạt nhòa hơn so với bên phía Sài Gòn Ping rất là nhiều. Mặc dù về mặt di chuyển lấy chiến thuật, lấy các mục tiêu, khoảng đầu họ làm rất tốt. Họ ăn cái trụ đầu tiên khu vực đứng giữa, rồi ăn bùa xanh, rồi lao ra rồng rất mượt mà. Nhưng sau đó đến những pha giao tranh thì xạ thủ của họ không hiểu sao cứ lao vào vòng tay của đối phương. Có những pha chọn vị trí không tốt, nó khởi đầu với cái tình huống con rồng đó là một. Rồi từ tình huống đó họ mất dần lợi thế, liên tục có những tình huống mà giao tranh liên tục là thiếu người. Rồi rõ ràng là khi đối phương với Wukong và Jack của bên phía họ, bên của Sài Gòn Biên quá xanh đi, thì họ có được cái lợi thế là chúng ta nói về cái sự những pha băng trụ của bên phía Sài Gòn Biên trong khoảng thời gian cuối trận đấu nó không được sự thành công lắm. Nhưng họ bởi vì họ cái lợi thế của họ lớn quá, họ chấp nhận bỏ một vài tình huống bất lợi đó để rồi họ băng vào. Họ không lấy được mạng Ostert, không lấy được trụ, nhưng họ lấy được tóc biến của anh ta. Cứ một lần như vậy, lần một lấy được tóc biến, lần hai ra giao tranh không còn tóc biến nữa thì không chạy được. Thì cái lợi thế quá lớn của Sài Gòn Biên đã cho phép họ làm được điều đó trong khoảng thời gian sau của trận đấu. Và 269 cần phải nỗ lực hơn rất nhiều ở trong ván đấu thứ hai này nếu như muốn có hy vọng.